Thực ra thì các bạn cậu này, các bạn đấy cái gì cũng hiểu hết, chỉ là các bạn không biết nói thôi. Cho ai? Ừ. Tóc con dài rồi, mẹ đưa con ra ngoài hàng cắt tóc nha. Ừ. Sao? Tại sao con lại không đi ra hàng cắt tóc hả? Ra ngoài tiệm người ta cắt chẳng thích à? À, bị đánh à? Ai đánh? Có phải cô cắt tóc đánh cho con không? Sao tóc dài rồi giờ làm sao? Hả? Ồ, thế ai cắt? Mẹ cắt cho con à? Thế mẹ cắt không được giận nhá. Hả? Ừ. Rồi thế lại đây mẹ cắt ha. Ừ. Rồi. Cả nhà ơi, mùa hè đến rồi thì cả nhà cắt tóc cho bé là để khoảng tầm ngắn nhất là 6 phân nha cả nhà, ở trên lưng á. Mà không thì 9 phân, 12 phân tùy cả nhà nha. À, cắt này dễ lắm cả nhà. Đừng có cạo chọc nha, cạo chọc rất là hại đến cái da. Xong rồi có con bọ nó lại nó cắn vào da rất là khổ bé nha. Đấy, cả nhà xem không thích nó có thể thay cái khác nhá. Cái này cắt đơn giản lắm cả nhà. Một bộ của nó là có 4 lớp nha cả nhà. 3 phân, 6 phân, 9 phân, 12 phân. 3 phân thì cả nhà có thể cắt ở dưới bụng nha cả nhà. Còn trên lưng để 6 phân được, ở bên dưới hai chân thì để tới 9 phân cũng được nha cả nhà. 0974809436. Zalo mua hàng của em đây nha cả nhà.